Và vẫn trong chương trình giảm giá cuối năm thì hôm nay em có một số mặt hàng em sẽ giảm giá, đặc biệt là cái dòng trầm rồng đỏ. Hôm nay thì em sẽ có chế độ là bao ship đối với chậu trầm rồng đỏ ấy nhá. Hàng này sẽ được bao ship đến tận nhà các bác. Còn đâu những cái mặt hàng khác thì không nằm trong chế độ bao ship, bởi vì trầm rồng đỏ này em sẽ chạy chương trình bao ship cho khách hàng. Và giá thì em sẽ báo giá theo từng chậu. Em sẽ để mọi người xem chi tiết từng chậu, báo giá đến mọi người cái dòng trầm rồng đỏ. Các bác ủng hộ thì đặt hàng, đọc đúng cho em cái tên mã hàng thì em sẽ chốt đơn cho các bác. Trầm rồng đỏ bao ship. Giò này em gọi là R1 này, gồm một chậu trầm rồng đỏ hai thân dài. Đấy. Bình thường đầu xuân là những cái thân ngắn tầm đến đây là đã rơi tầm 150 một thân, hai thân dài nên em bán là 340. Đấy. Năm vừa rồi ra hoa đây rất là sai rồi, năm nay thì nó lại còn cao hơn năm ngoái. Thân dài nhất này cũng phải rơi tầm 6-70 cm, tầm 70 cm rồi. 340. Một chậu này gọi là R1. R2, chậu này thì hai thân dài hơn một chút xíu, em bán là 360.000 hai thân tơ. R3 này cũng gồm hai thân, đang chuẩn bị thắt xuống lá hết, 350. R3. R4 này, chậu này thì gồm một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ này, ba thân tơ này, còn đây là hai thân già năm ngoái. Em bán 420 ba thân tơ, tính ra thì chưa đến 150 một thân. Các bác thấy cái thân dài này mà chưa đến 150 một thân, nó rất là rẻ luôn. Trầm rồng đỏ hoàng hoa VIP ấy. R5 là một chậu 420.000. Hai thân tơ này, ba, bốn thân tơ. Bốn thân tơ dài, đẹp. Cái này mà chơi hoa xong thì bật mầm gốc phải nói là siêu khủng luôn. 420.000. R5. R6 ạ. 450 nhá. Giò này thì gồm 2 4 5 thân tơ cơ. Đấy, 5 thân tơ cơ. Tính ra 450. Chưa đến 100.000 đồng một thân. Đấy, 450. R6. R7 ạ, em bán giò này là 400.000 gồm 3 thân. Đây 3 thân tơ này, 400.000. Đấy, đây hai thân già không tính nhá. Đây 3 thân tơ này là 400.000, 3 thân. R8 380.000. Cũng gồm 3 thân tơ. Đúng rồi, 3 thân tơ. Đây là hai thân già này. Đấy 3 thân tơ này, 380 này. Đấy. R9 400.000. Gồm 1 thân tơ này. 2 thân tơ, 3 thân tơ dài hơn. Đây hai thân. Hai thân này thì ra là vẫn để mầm bình thường. Giò này 400.000 R9. R10 cũng 400.000, cũng gồm 3 thân tơ, dài đẹp đang thắt ngọn xuống lá. R11 cũng 400.000. 3 thân tơ. Đấy 400.000 R11. R12 450.000, giò này gồm có 1 2 3 4 thân tơ, dài đều nhau. Đấy. 450. Em còn một số chậu rồng rồng đỏ, hôm nay em quay chia thành từng hình và phân loại luôn cho mọi người luôn. Em có một số những mã đai châu rừng nhá. Đây là đai châu hoàng ghép vào bảng dớn. Về là các bác chỉ việc là treo hộ em lên cùng với một cái móc treo treo lên thôi và chăm sóc rất là bình thường. Đấy, hàng này thì bây giờ các bác nhìn này, nó ghép rất là lâu rồi và dễ, nó ăn rất là sâu vào giá thể. Đấy. Hàng này thì cây của nó về không sợ bị trột, không sợ bị cây mất lá chân nhá. Hàng này thì về các bác treo có thể chơi hoa Tết được. Đấy, một số trụ có thể chơi hoa Tết hoặc là chơi xuân. Bảy dòng nghinh xuân này hoa còn ở xuân Tết cơ. Hôm nay thì em chỉ còn tầm khoảng hơn chục giò, em sẽ đánh lại mã số nhé. Đánh lại mã số và em sẽ ký hiệu từng mã số, các bác xem giò nào ưng các bác báo em ạ. Hoa của nó màu trắng đốm tím và dòng này thì hoa rất là thơm, sai hoa. Em ký hiệu là mã chữ A. A1 là hai cây. Đấy, cũng khá là to đẹp nhá. Đây, cây số 1 này, các bác nhìn này. Đây là cây số 2. Cây số 2 này đang có một ngồng nụ. Đấy. Hai cây này em bán là 320.000. Đấy. Một cái trụ trâu này ghép luôn sẵn rồi, dễ quá là chắc rồi, 320. Về treo lên hoặc là cho cái này đặt vào cái chậu, cho vào thông xung quanh ấy, nó phát triển luôn, mình không cần phải cho sang, không phải ghép, rất là đơn giản và dễ dàng. Hình A2, hình A2 của em là hình 420.000. Hình này gồm 3 cây nhá. Đây cây số 1 thì có một nụ hoa này. Đấy. Đây là cây số 2 này. Cái này thì chưa có nụ. Đây là cây số 3 này. Cái này như cũng chưa có nụ, nhưng mà 3 cây này. Ui, phải nói là cái bộ rễ của nó quá là chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn cái bộ rễ của nó này. Rất là chất lượng và rất là cứng cáp, 420.000 3 cây này. Đấy, đây là mã số 2. Mã số 3, mã số 3 là 270.000. Gồm 2 cây. Đấy, cây số 1 này, cây này thì hết nụ rồi. Đây là cây số 2. Cây này
hình như chưa. Nói chung là hàng Đai Châu có thể, một là các bác chơi hoa, hai các bác muốn dưỡng cây thì các bác cắt cho em những cái vòi nụ đi để mình chơi hoa năm sau cũng không sao. 270.000 hai cây ghép luôn mà rồi. Hàng cân thì ra mua nó cũng gần xem như thế rồi, mà cái hàng này nó ghép rất là lâu rồi ấy. Các bác nó mang nó về nó không phải mất công mất thời gian để chăm sóc, không phải trồng lại từ đầu, nó rất là đơn giản. A4 này em bán 290.000 gồm hai cây. Cây này này có một hai nụ này. Đấy, cây to này có hai nụ này. Đây là một cây con. Cây con bên đây cũng đang có một vài nụ dài này. 290.000 một bảng. Đấy. A5 400.000. 400.000 ba cây này cũng khá là, hai cây này to nhá, mỗi cây này nhỏ thôi. Nhưng hai cây này cũng khá là to, nhiều cặp lá này, chất lượng này, 400.000. Cái bảng A5 này, đấy một ngồng nụ này, đấy. Chỗ bên đây cũng một ngồng nụ này. Đấy. Ha, ba cây này là 400.000. Mã A8. A8 em gồm 2 cây, 290.000. Đây cây này, hoa này chắc ra là bị trột hoa rồi. Các bác cắt đi dưỡng cái cây này nhá. Đây hai cây này thứ hai thì có hai nụ hoa. Đấy, 290.000 cái A8. A9 240.000, hai cây này thì nó nhỏ xinh. Hai cây này nhỏ xinh thôi nhá. Một nụ này. Cây bên đây thì có một cây con nữa này. Đấy, cây cũng một nụ. Đấy hai cây này 240.000. Hôm nay bán cây này rất là rẻ này. Nhỏ nhỏ xinh xinh. A10 320.000, hai cây to. Đây hai cây này đang nụ, nhưng mà có một số nụ nó hơi trột, nhưng còn nụ nó vẫn đang lên hoa. Đây cây này thì cũng đang lên ngồng nụ này. Giá cũ là 350 rồi này. Đấy, cây này em bán là 320. A10 hai cây to này 320.000. Đấy, 320. A11 ạ, cũng 320.000, cũng hai cây to. Đây, cây số 1 đây. Đây là cây số 2 đây. Hai ngồng nụ. Đấy. Hai ngồng nụ. 320. Có bốn cái cây bà liễu xưa này, hàng này nó hơi lỗi một tí, em thanh lý nhá. Ờ đây, thanh lý. Trước đây bán 220 một chậu này, bây giờ lá nó sẽ lỗi thì em thanh lý theo từng cây. Cây thứ nhất này nó hơi bị chớm lá, lỗi một tí xíu. Cây này cao, phải đến tầm 60 cm hơn. Cây số 1 này em bán là 180.000. Mã số 2. Mã này cũng cây cao to, nhưng mà cây này thì vừa rồi bị gãy hư cái đầu ngọn. Cây này em bán là 150.000. Cái cây 80.000 này, các bác mua cái cây 80.000 nó chỉ nhỏ bằng cái nhánh này hoặc hơn một tí thôi. Đây là những cây rất là già đời rồi ấy. Nó bị lỗi để em thanh lý, bà liễu xưa thì hoa rất là thơm. Cây số 2 này hư đầu ngọn này. Đang lên mầm gốc rất là khỏe. Cây này thì em bán 250. Cây số 3. Cây số 3. Cây này thì đây cái đầu ngọn này hình như cũng lỗi rồi này. Đấy. Cây này cũng 150 đi. 150.000. Cây số 4 ạ. Cây này thì cây này một hư đầu ngọn hư này. Đầu ngọn bên đây vẫn ok nhưng mà nó lá nó xấu đi. Đây. Cây này em cũng bán là 150.000 nhá. Đấy, cũng nhiều thân. Bán thanh lý còn vài giò, bán nốt. Dòng này thì hoa thơm, nó thuộc mệnh danh là cái dòng năm cánh trắng quốc dân ấy ạ. Và tiếp theo hôm nay em có một cái mặt hàng sẽ bán xả cho các bác. Giá cực kỳ là sốc luôn, đó chính là hồ điệp mãn thiên hồng. Những cái cốc hồ điệp mãn thiên hồng thì trước đây em vẫn bán với giá 95.000 một cốc đúng không ạ? Đây cái bông hoa mãn của nó này. Dòng này trông vậy thôi nhá, nhưng mà các bác khi cho lên chậu nó rất là đẹp, dòng mãn này cực kỳ đẹp. Và thứ hai là dòng này nó bền hoa. Chậu nhà em thì nó sẽ là chậu hai ngồng hoa. Hai ngồng hoa, một dài một ngắn như thế này này. Đấy. Giá cũ là 95.000, ngày hôm nay em bán có 65.000 một cốc thôi. Giá xả sốc luôn. Em sẽ dọn luôn hơn 100 cây hồ điệp này. Đấy, bác nào ủng hộ em thì cái này bác về vẫn chơi xuân được thoải mái. 65.000 đồng một cốc nhá. Nói chung là giá đã xả rồi thì cũng có cây đẹp, cũng có cây nó hơi xuất sắc một tí lá, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Đấy, loại này thì giá 65.000 một cốc. Mua 5 cốc tính giá 60.000. Đấy, giá này là giá chưa bao giờ có luôn. Em xuất ra lô này. Nói chung là cái nụ của nó thì nó đây, nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhá các bác nhá. Đấy, 65.000 đồng một cốc hồ điệp mãn thiên hồng. Hàng hoa rất là bền. Đây, ví dụ như cây này nụ to đẹp này thì lá của nó lại hơi lỗi. Đấy, đã bán giá xả nó sẽ có lỗi lá nữa nhá. Giá xả. Đây là hồ điệp mãn thiên hồng.